Tôi mang cho chị Thu này. Của chị thì phần wifi, phần gimbal là lỗi rồi nhá. Em tìm không thấy wifi nữa rồi. GPS thì em test thôi, điện GPS 19 này. Em test trên năng máy nhá. Tính năng tên lùi cho em phải này. Chức năng máy vẫn bình thường chị nhé.